Tôi dùng đến một loại sơn. Tôi cũng quét lên toàn bộ con rối, khô xong lại mài 3-4 lần như thế. And the third layer, he just used the lacquer resin on it. Nó mấy cái em pickle lên. Dạ rồi á. Bắt đầu xóa từ hôm nay hả? Vâng, từ hôm nay vậy. Không, từ mai. À, từ mai. Ừ, đúng rồi. Tính cân nốt ngày hôm nay rồi. Kiên trí còn một sổ sách không bao giờ lo nhầm. Mai bắt đầu là... Mai bắt đầu mới là một. Tính cả hôm nay, tính cả. Enjoy ạ. Cái này phơi khoảng bao lâu thì nó chín? Bao lâu không? Cái dài này thì cho sấy mà.
đẹp đó. Cảnh kia là cảnh nó đắp xong hoặc bắt đầu là mình cắt để cho nó khô. À đây để em mở nhá. Yeah, it's just bao nhiêu cân? Lại 5.000 cân này, tôi chỗ tôi bán cho đây này toàn rau ngon nhà tôi để dành ăn đây này.